Chào cả nhà, hôm nay thì Kantai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái kết quả trận đấu giữa câu lạc bộ Lava gặp câu lạc bộ PSG trong khuôn khổ vòng 8 của giải hạng nhất Pháp, tức là giải Ligue 2 năm 2022-2023, và trận đấu này vừa mới kết thúc có tỷ số rất là vui mừng cho PSG. Họ đã giành chiến thắng trước đội chủ nhà Lava với tỷ số là 1-0. Đây là một cái chiến thắng cực kỳ quan trọng của đội bóng mà Quang Hải hiện tại bây giờ đang là đội quân, vì nếu như mà PSG họ tiếp tục hòa hoặc giả là thua trong cái trận đấu với lại là một cái đội bóng mới lên hạng là Lava, thì rất có thể là huấn luyện viên của PSG, đó chính là Diego Tolo, sẽ bị sa thải như quý vị. Vì là PSG từ đầu mùa giải tới giờ họ chỉ biết hòa và thua, và họ đang còn đứng bét bảng. Nếu như mà họ không có kịp thời lấy lại được một cái phong độ hay là lấy lại được một cái chiến thắng nào thì rất có thể họ sẽ rơi vào một cái khủng hoảng, và rất có thể năm sau họ sẽ bị rớt xuống giải hạng 2 của Pháp, tức là giải Ligue 3. Nhưng quý vị, đây là một cái kết quả có thể nói là rất là vui. Trong cái trận đấu ngày hôm nay thì Quang Hải không được huấn luyện viên Diego Tolo sử dụng một cái phút nào. Đây là một cái điều rất là đáng tiếc và rất là thất vọng đối với lại là các cổ động viên của Việt Nam. Nhưng mà Quang Hải thật sự phải cần thời gian để mà thích nghi nhiều hơn so với lại là ở Việt Nam. Một cái môi trường bóng đá Pháp, một cái môi trường bóng đá châu Âu, không phải là một cái môi trường bóng đá châu Á. Họ đá có thể lực, họ có chiều cao và họ thiên về sức mạnh rất là nhiều. Nhưng mà Quang Hải thì thiếu những cái điều đó. Và thật sự là Quang Hải phải cần rèn luyện mình nhiều hơn nữa. Phải thể hiện được cái kỹ thuật và phải làm như thế nào đấy có được một cái ảnh hưởng của Quang Hải đối với đội bóng thì họ mới sử dụng mình thôi. Nói chung là bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hy vọng rằng thì những cái trận sau thì Quang Hải sẽ được huấn luyện viên Diego Tolo tung ra sân, ở cho dù là chính hay là phụ cũng được, miễn sao là được ra sân là vui rồi đó. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn yêu mến kênh Thai TV thì hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một lượt đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động về hát karaoke hay là các cái thiết bị gì âm thanh á, thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại và Zalo 0939 732 349 hoặc giả là số Zalo 0939 315 461 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị và các bạn khán giả nào đã yêu mến, ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua nha quý vị. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.